Ví dụ mình cầm cái vô lăng mình lái, mình phải giật đi bộ làm ơn đừng đậu vô cho ta ba. Nó đậu lên giật đi bộ luôn. Ở bên nước ngoài biết là sao mấy bố cả đập xe hơi luôn á. Ra tò hả? Thằng lập chúng, thằng kia sai. Anh có bà bạn bên Mỹ. Mày đang cũng như chạy mẹt á. Xong rồi phan trúng thằng kia trên cao tốc. Thằng kia đang chạy 120. Vô đèn đỏ. Quất ba cái tụi ba chết luôn rồi chứ. Nên mẹt cứu. Tố khí nó bung từ lưa hộp dưa luôn. Xong rồi cái xe đó mẹt nó thu luôn, nó không sửa nữa. Nó thu luôn đền cho bả xe mới, bả lỗ 10.000. Kiến thức bất động sản. Kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo. Dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Chào mừng các bạn đến với chương trình vlog tiếp theo của Duy Nguyễn. Tiếp theo chủ đề làm giàu. Nói chung về Duy Nguyễn mê tiền lắm bạn. Mê tiền chia sẻ được, còn mê gái nhạy cảm không chia sẻ được nha. Về xe hơi. Tất cả chúng ta đều muốn trên tay cầm cái vô lăng, đánh lái trên những cung đường cảm xúc, những khúc cua tình ái ngọt ngào. Đó. Mà để được làm chuyện đó thì chúng ta phải có chiếc xe hơi. Mà muốn có xe hơi thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi là chúng ta có nên mua xe hơi không? Đó là nội dung chính của vlog ngày hôm nay. Xe hơi là đẳng cấp của xã hội. Thời buổi đi phi ô tô chứ mày đi máy xe máy cốc. Thôi giỡn thôi nha mấy em được rồi nha. Ý anh nói á là xe hơi á là một cái phương tiện mà nó làm cho cái đẳng cấp cuộc sống chúng ta lên cao hơn rất nhiều. Trong quan hệ làm ăn nó cũng rất là dễ dàng. Mà có xe hơi cua gái không trượt phát nào. Không trượt phát nào. Nói thiệt với em, con gái dễ cua lắm em. Em đi xe hơi chỉ cần bốn bánh thôi, cốc không biết xe gì hết. Đó. Xe VinFast cũng dính nữa. Đó. Kia Morning cũng dính nữa. Chứ là bốn bánh là phải khác hai bánh rồi. Đó là suy nghĩ của phụ nữ. Nha. Con gái sống ảo ấy. Đúng không? Giờ lên xe hơi chụp hình cạch này nọ đăng phước nhiều người coi. Đi xe máy chuyện bình thường ai coi. Đúng không? Nhiều khi nó đi ráp thấy bà đó. Đi ráp thấy bà luôn. Chụp hình chứ mượn đôi tay anh các anh. Tài xế. Anh dắt em đi đâu vậy? Đồ. Ảo lắm. Nên tâm lý phụ nữ là anh hiểu lắm nha. Có xe hơi cô gái không trượt phát nào. Có xe hơi thì đẳng cấp thành công của xã hội. Mặc dù tôi không tiền. Tôi không tiền đi xe hơi vẫn ok. Đó. Được tụi em đi xe hơi. Đúng không? Đi ăn uống. Bảo vệ lo từ A tới Z. Mày đi xe máy đậu đó đi con. Đó, đó là sự khác biệt mặt đẳng cấp của chiếc xe hơi. Còn nói về phương tiện gọi là sử dụng. Xe hơi che nắng che mưa. Mà đi xe máy giữa chừng mưa ướt nhẹp mà ướt chuột lột luôn. Đúng không? Ví dụ như xe hơi chạy mưa bão kệ. Xe máy chạy giữa chừng mưa tạt cho mặt rác mặt quá thôi núp. Chị sao nổi? Đúng không? Ví dụ anh hỏi tụi em thiệt nha. Tụi em đi xe hơi tụi em chạy cầu Rạch Miễu. Ủa tụi em đi xe máy tụi em chạy cầu Rạch Miễu tụi em rung không? Gió nó thổi bật rung không? Hả? Rung thấy bà chúng rung ghê lắm. Lạng lạng ta lái chết. Còn cái nữa đi xe máy dễ chết hơn xe hơi. Xiền luôn. Ví dụ như đi xe máy dính vô container một cái xào sống. Đi xe máy hai chiếc xe máy bàn nhau một cái cũng què luôn. Còn đi xe hơi, ví dụ như tụi em bị tai nạn gì cái xe nó bị thôi mình tỷ lệ chết rất thấp. Trừ khi mấy thằng đi xe hơi mà không thắt dây an toàn hoặc đi xe hơi lái ẩu. Đa phần cái tai nạn giao thông ở Việt Nam này là do ẩu. Do người dân mình đó, thật sự mình dùng cái chữ là kém văn minh. Ví dụ như anh mỗi lần đi mỗi lần đi bển anh đi ra sân bay Tân Sơn Nhất International Airport đó. Đúng không? Đi ra đó đi taxi. Tao lên tao thắt dây an toàn vô. Tài xế hỏi ủa thắt chi vậy anh? Cái đâu ủa mày rùng hay mày mỏi vậy? Mày đi chạy xe mày tài xế mày không thắt dây an toàn khách thắt mày hỏi thắt chi vậy? Trời ơi tôi nói vậy đó mà. Thiệt á, biết sao không hiểu nổi luôn thiệt. Mấy con chà ráp cũng vậy thôi không có thắt. Mà mấy con nhỏ con gái á, tao nói thiệt chứ. Mấy con gái á, mấy con đẹp đẹp đó. Nó cũng não đông não bò lắm mấy em. Nó không thắt. Nó không thắt đâu nha. Làm như thắt nó sợ giật vú hay sao á. Biết sao không? Nó lòn ra. Anh ơi, ghim vô đi cho nó đựng báo nữa anh. Ngồi trên. Trời ơi, mấy con nhỏ thiệt đánh giá dân trí thấp mày ơi.
Thì có dân gì đâu mà kỳ cục ghê mấy em. Hèn chi nước ngoài nhìn mình như mỏi vậy. Thì chết xong nó xui, đúng không? Chỉ cần chạy 40 đạp thắng, đập đầu vô lăng, xịt sọ, xong, túi khí nào cứu, đúng không? Bạn muốn túi khí nó bung là cổng dây an toàn nó phải phụ. Cổng dây an toàn đó là một cái gì đó nó đơn giản nhưng mà nó cứu mạng. Nó kêu là cái xích beo đó ba. Bởi vậy cái dân cũng có dân trí thấp đi đông nó cũng gọi là người ta coi thường lắm em. Tại vì tụi em chưa đi nước ngoài thôi. Chứ tụi em đi nước ngoài tụi em chỉ cần đi máy bay thôi. Nói ví dụ đi máy bay đi qua hãng Qatar Airways. Đi trên đó đâu có người Việt mà ít lắm. Người Trung Đông đồ này nọ có nói người Mỹ này nọ. Xích beo là để không. Xích beo để thắt luôn. Không có chuyện như hả. Máy bay hạ cánh rồi vui lòng thắt xích beo một chút bay lên trời nó tháo ra nó ngủ. Đúng không? Tháo ra nó ngủ biết sao không? Giữa chừng bị áp suất á, mấy em chắc chưa biết đâu. Cái máy bay nó đang bay á, biết vụ gì áp suất á, cái nó rớt bập xuống như nè. Xong cái đầu kia bay cái tưng lên đụng xịt. Đừng có thường xích beo nha. Bởi vậy á, các bạn cầm cái vô lăng xe hơi á. Đó đó, đó đó, đó đó. Má nó chỗ xe. Sao cái gì đó mới bực mình ghê á. Việt Nam mình ngày càng hòa nhập với thế giới mà còn mấy bằng chỗ xe. Cái xe đó nó thiệt chứ bạn công an bắt luôn được. Đúng không? Trời ơi, chạy gì mà chạy được á. Một cái sỏi văn minh là sỏi không tiếng ồn mà nên nhớ. Tôi nói cho bạn nghe không phải là chê Việt Nam, không phải là khen nước ngoài. Nhưng mà tại Việt Nam mình còn nghèo còn khổ thì nó chấp nhận thôi. Chứ bạn đi bên Nhật á, cho bạn đi thế giới G7 là cái gì nha. Đi bên Nhật cái đường cao tốc bên Nhật á, mà biết tại sao nó có hai hàng kế bên không? Nó hai hàng mà nó làm bằng gì á, bằng nhôm bằng gì á không biết nữa. Hai cái hàng nó như bức tường vậy nè. Bên đây hàng, bên đây hàng. Đường cao tốc mà làm vậy đó làm chi vậy? Để cho nó không tạo ra tiếng ồn. Tức là xe nó chạy á, nó không phát ra tiếng ồn mà cái nhà nằm trong kia đó nó không nghe. Đúng không? Mà nó nhớ là xã hội văn minh nó sẽ có tiêu chuẩn là tiếng ồn. Tiếng ồn nhiều quá là không thể nào văn minh được hết. Thằng nó mới chạy ứa gan. Trong khu đô thị chạy cho bắt chết các bạn, không giỡn đâu nha. Thằng nó sống chưa văn minh. Mà chưa văn minh thì được bạn tới xe hơi nha. Vậy trả lời có nên mua xe hơi không, coi mày văn minh chưa? Đó, nãy giờ anh Duy nói vậy sao anh Duy minh họa mua xe hơi, mày có văn minh chưa? Chưa văn minh đúng không? Bởi vì có những cái thiệt nè mày. Bây giờ tụi em comment cho vui nè. Bao nhiêu trường hợp cái xe hơi nó không văn minh. Nó đậu ngay vạch đi bộ. Có không? Ví dụ mình cầm cái vô lăng mình lái, mình thấy cái vạch đi bộ làm ơn đừng đậu vô cho người ta ba. Nó đậu lên vạch đi bộ luôn. Ở bên nước ngoài biết là sao không lấy búa ra đập xe hơi luôn á. Ra tò hả? Thằng lập chúng, thằng kia sai. Tại mày đậu trên vạch đi bộ của nó. Nghĩ đi, cái vụ vạch đi bộ nó vậy nè. Cái xe hơi đậu đây luôn. Rồi xong người thằng đi bộ đi sao? Không đi bộ nó đập đầu xe hơi đi luôn chứ sao? Còn thằng khác nó bức xúc nó cầm búa đập cái xe hơi luôn. Nó xe ngu. Bây giờ đậu kém bằng mình. Bây giờ mình cầm cái vô lăng á, mình lái xe hơi là mình thuộc dạng cái dạng có tiền rồi. Mình đừng có làm những cái việc mà tao đánh giá mình đừng trúng như vậy. Đó là nói về góc độ văn minh nha. Rồi thôi tiếp tục. Giờ qua vấn đề chính. Là đương nhiên là xe hơi nó quá nhiều ưu điểm, không cần phải bàn. Không phải là chủ đề là mua xe gì, mà chủ đề là chúng ta có nên mua xe hơi không. Vậy thì mua xe hơi phải trả lời cho được tôi những câu hỏi sau đây. Tiền đâu mua? Có tiền không tỷ? Không có đúng không? Không có à. Vậy mua xe hơi để làm gì? Để chạy đúng không? Nói chung nó đói lắm. Giờ nhà gia đình hai chồng hai đứa con, mua chiếc xe hơi tính ra nó hợp lý. Chở đi chơi, chở thăm nội thăm ngoại này nọ, đúng không? Thì những đứa trẻ được sinh ra nó phải được hưởng cái cuộc sống như vậy. Còn nếu mà lỡ đẻ nhiều hay hai chiếc, chồng chiếc vợ chiếc, cái đó là gì? Thế hệ tương lai con chúng ta nó cần phải được hưởng trong cái môi trường mà nó khá hơn cha mẹ nó ngày trước. Chứ bây giờ đẻ đứa con mà nó như cha mẹ mình thôi, không có giá trị thương mại nữa. Nên các bạn quyết định sinh một đứa con phải tính cho kỹ đi. Tại sao nước ngoài làm biến đẻ con? Không phải nó đẻ không được, không phải nó không thích sướng. Sướng là chả thích, đúng không? Nhưng mà giờ đẻ ra đứa con nó nhắm nó lo không được. Nó nhắm nó lo con không được và nó ảnh hưởng tới cuộc sống là nó khoan đẻ thế thôi. Tư tưởng như vậy mới là tư tưởng tiến bộ. Còn bây giờ đẻ ra một đống khổ cả nùi, đi chung vô container sống. Xong rồi đông lạnh. Báo dân hại nước. Vấn đề đó suy ngẫm đi. Rồi, thường thường á, ở nước ngoài bây giờ mình nói về Mỹ đi ha. Ví dụ qua Mỹ cậu neo đi. Mua xe đâu nào trả tiền mặt đâu, tiền mặt đâu trả. Đúng không? Tại sao mà Duy mua xe mà Duy thích nói về Mỹ? Tại vì Mỹ là một cái xã hội kiểu mẫu. Mỹ là cái xã hội chuẩn. Đúng không? Để cho Việt Nam mình sau này nó cũng đi theo hướng đó thà.
tất cả mọi quốc gia đều đi theo hướng đó hết, không khác được. Nó chỉ trừ có những quốc gia nào mà nó giàu đột biến như giống như mấy thằng Trung Đông nó móc dầu lên cho tiền dân nó đó, thì nó mới khác, hiểu không? Còn những quốc gia làm giàu bằng công nghệ tri thức này nọ kia thì nó không khác được. Má thằng khí khí kìa, sao nó bưng cái thùng nước lâu dã man, bực mình ghê má. Nó thiệt với em, sáng nhìn bực mình nhiều chuyện lắm rồi đó. Đang kêu nó mang thùng nước lên để pha quay uống, đói thế mà nội. Nói rồi, hai cái này tác dụng chừng tiếng hồ thôi ba. Nãy giờ còng đốt mỡ dữ lắm rồi đó. Nó bây giờ phải bực cái này vô không teo cơ. Đáng mà này ghê. Mang chờ anh chút đi. Pha một muỗng uống chịu hết nổi. Rồi, ok, quay lại. Bây giờ là vay ngân hàng mua xe. Đó là thường thường mấy bạn bên Mỹ làm vậy đó. Mà Việt Nam mình cũng chắc cũng làm vậy thôi. Thì các bạn nhớ hai chồng vay còn vay ngân hàng mua nhà mà. Cái nhà chung cư chưa trả hết nha. Bây giờ thêm cái xe nữa nè. Thì giờ hỏi nè, em vay ngân hàng mua xe thì chắc chắn là em mua được. Cái xe đó dễ chơi hơn cái nhà, xiền luôn. Anh tư vấn cái cuộc sống này là tụi em đó, là cuộc sống tụi em làm giàu cho ngân hàng. Mà ngân hàng nó bảo kê tụi em hết cỡ luôn á. Tại vì cái cuộc sống này mới là cuộc sống. Chứ bây giờ cái cuộc sống mà bán cục đất mua xe, cái đó không phải ai cũng có, không có tư vấn được, đúng không bạn? Thí dụ cái thằng đó bán cục đất nó mua xe thì thằng đó chết chắc rồi. Cái đối tượng đó chết xiền. Còn bây giờ tụi em đi làm nè, mua xe mới hay. Giờ bán hàng mua xe, thí dụ mua xe 1 tỷ. Thôi nhỏ nhỏ đi, Việt Nam mình nghèo mua xe chừng City 600 thôi. 600 thì ngân hàng nó cho tụi em vay chắc được khoảng chừng 70%, 70-600. Chắc em bỏ cho chừng 200, trả 400, ừ vậy đi. Ok chưa? Bỏ 200, trả 400. Thì em phải bỏ vô 200 triệu, hai chồng thằng 100 triệu mượn đâu nó không biết. Phải có được cái tiền này mới mua được đúng chưa? Còn không có tiền mua cái gì? Thì bây giờ ít ra mình phải tính được mình có được 200 triệu để bỏ vô ngân hàng mua xe rồi. Đó, rồi xong rồi hàng tháng trả. Hàng tháng trả cho ngân hàng, đem vô đây. Còn tất nhiên thì chia sẻ thêm nha em. Hiện bây giờ đó có nhiều cái hãng xe mà nó khuyến mãi cực kỳ luôn á. Trong đó cái hãng xe của VinFast á thì đang khuyến mãi là tụi em mua hình như là trả góp 2 năm đầu không lãi. Anh không quảng cáo xe nha. Anh chỉ chia sẻ trong cái thời điểm hiện tại có những thông tin như vậy cho tụi em tham khảo. Còn những cái hãng khác thì nó có những cái thông tin khác. Ok chưa? Đó, thì VinFast bây giờ là mua 2 năm đầu là khuyến mãi lãi, không tính lãi suất. Rồi xong rồi năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì đó, lãi suất 10%, 11% gì đó không biết nữa. Rồi còn có khuyến mãi thứ hai là ví dụ như bây giờ tụi em mua lắc A đi. Lắc A á thì 1.4, 1.3 gì đó mà tụi em có tiền tụi em bỏ vô luôn á. Thì tụi em sẽ được tặng cho 10%. 10 hay 15 ta. Nó tặng cho khoảng 10% hay 15% gì đó. Thì cái số tiền 10 tới 15% đó đó, tụi em có thể mua cái nhà. Cái nhà của Winhome gì đó. Tức là cái nhà Winhome là 5 tỷ thì tụi em sẽ được giảm giá cho cái nhà nha, là trăm mấy triệu đó. Đó là chính sách. Còn những cái hãng như Kia Morning, hãng Trường Hải, hãng Mazda rồi đó, có những cái khuyến mãi cũng kinh khủng lắm. Nói chung bây giờ xe mà mấy em nó cạnh tranh nhau, nó khuyến mãi, nó giảm giá rồi nhiều cái lắm nha. Đó là chia sẻ thêm thôi. Thì mà tụi em vay chừng 400 triệu để mua cái xe đó. Để tính ra 400 triệu mua xe mà trả 5 năm. Trả 5 năm thì nó thành nửa chiếc nữa. Nửa chiếc nữa thì là vay 400 trả thành 600. Thì 600 vay 5 năm thôi nha ba. 600 mà chia cho 5 năm, 5 năm là 60 tháng. Đúng không bằng? Mỗi tháng 10 triệu. Cũng chua chứ mà giỡn ba. Chua chứ mà giỡn được nha. Thấy mẹ rồi, căng căng rồi. Tiền nhà nhiêu? Tiền nhà là video trước nói rồi nha. Giờ thêm tiền xe 10 triệu nữa. Có tiền không? Vậy thì tính đi. Đó là tiền mua, tiền góp thôi. Còn chưa ở đâu. Đó, tiền này nè mới ghê nè. Tiền gì? Tiền nuôi xe. Mày mua xe mày phải nuôi xe chứ. Bây giờ nuôi xe là hết gì rồi. Gửi chung cư hết 1 triệu một tháng rồi đó. Không lẽ xe quẳng đâu. Gửi chung cư là rẻ đó. Còn bây giờ cầm ra ngoài đường gửi mấy cái chỗ mà gửi xe 24 giờ đó. 1.5 triệu. Là tiền gửi xe 1 triệu một tháng, tiền xăng coi cho như là đi tiết kiệm 1 triệu một tháng thôi đi. Là 2 triệu một tháng. Không nổi hả? Tiết kiệm thôi chứ tao đi 1 triệu một tuần. 1 triệu một tháng đi ví dụ vậy. Là 2 triệu. Đó là tiền nuôi xe, đúng không? Rồi chi phí cho cái xe thì nó vô bờ bến lắm em. Lũng xăm lũng lớp, đứt thắng, tróc sơn này nọ kia, bảo hiểm đồ. Tiền bảo hiểm thì nói chung bảo hiểm xe chắc của em năm có mười mấy triệu. Có mười mấy triệu? Coi như không đi. Đúng không? Năm mười mấy triệu xe của tụi em chứ nhiêu. Rồi tiền bảo trì. Bảo trì gần 2-3 triệu cũng gì. Xe cốc mà. Rồi thay nhớt nhiêu tính nhiêu. Rồi hư gì sửa đó. Nói chung là cứ tính tiền tháng 4 triệu. Tháng 4 triệu tiền nuôi xe. Tiền nuôi xe là tính luôn là cái tiền mà cho bảo vệ á. Một lần 50-30 gì đó. Tùy gửi xe tính phí công phí nữa. Đúng không?
Đó, tính luôn tháng 4 triệu tiền mua xe cộng với 40 triệu tiền tiền mua xe trả góp chân hàng đó là hết 14 củ rồi đó con. Thấy ghê chưa? Chưa, còn này nó mới ghê nè. Còn thêm khoản phí nữa, ba khoản phí tất cả cấu hình lên cái cuộc sống chúng ta cần phải mua xe không. Thứ nhất là tiền mua xe tính thế nào. Thứ hai á là tiền nuôi xe tính thế nào. Và thứ ba là cái dịch vụ cuộc sống của mình bao quanh chiếc xe. Ví dụ như bây giờ tụi em mua xe, tụi em có xe hơi, không lẽ tụi mày ghé cái quán gì hè ăn cháo cốc, đâu có, đúng không? Có xe hơi phải ghé nhà hàng ăn chứ. Ví dụ nhà hàng bèo bèo phải món quế mà giờ phá sản rồi, ghé món khác đi. Thí dụ như Phổ Đình, không, Phổ Đình mắc quá tụi em đừng ghé, quên à, Phổ Đình nó bán chi bò nướng mắc lắm, thấy con ghéo gì à, nói vậy đi. Thí dụ tụi em có xe hơi, tụi em quen bồ, tụi em đâu có thể nào dẫn vô cái phòng trọ mà 50.000 một giờ, giờ 60.000, đúng không? Em thấy xe đúng chưa, hợp lý không đó? Thì tụi em phải dẫn vô cái phòng bèo nhất 100.000 giờ, giờ sau 20. Là thấy đó là cái gì? Ý nó là cái tiền dịch vụ đang trên lệch, đúng không? Em đi xe máy, em đuổi cái phòng trọ khách sạn ở trong hẻm em đi thì nó rẻ. Còn bây giờ em đi xe hơi, không lẽ em đậu xe hơi ngoài đường em đi bộ vô hẻm hả? Đúng không? Thì em phải vô khách sạn nào đó nó có cái chỗ đậu xe hơi, và khách sạn nó có chỗ đậu xe hơi thì nó sẽ mất tiền hơn. Đó là một ý chưa? Ý thứ hai nữa là thí dụ như em đi xe máy thì con bồ em mới xin tiền ít, mà em đi xe hơi á thì con bồ mới xin tiền nhiều. Đúng không? Đó thì cái chi phí là phải tính đó chứ. Anh lấy ví dụ thôi, tức là cái chi phí là chi phí vô bờ bến. Em ăn cái gì, em xài cái gì, em ngủ ở đâu, em chơi cái gì đó, nên cái chi phí đó không ai tính đó. Người ta tính xe hơi đơn giản lắm, xe hơi chỉ là phương tiện đi lại rồi nó tính kiểu đó, nhưng mà thực tế nó không phải là như vậy. Thực tế là khi mà em cầm cái xe hơi trong tay rồi nó còn phát sinh một đống cái, còn bị đặt về độ xe nữa. Ủa cái mâm hãng xấu quá, độ cái mâm may bắt cho nó sốc đó. Thôi cái chữ hãng để chữ này xấu quá, cáo cáo tháo tháo ra, cạo cạo ra để Mercedes F65 cho nó giàu, có hết em. Nên đều quay là tóm lại, anh Duy có một câu nói đùa mà thật. Nó là tại sao chiếc xe hơi Việt Nam quá mắc? Tại vì anh nói vậy, xe hơi Việt Nam nó quá mắc để cho mấy thằng nghèo được có đú mà nó chết. Vậy thì có nên mua xe hơi không? Thu nhập mỗi thằng vợ chồng, mỗi thằng 20 đi. Rồi mua. Mua xe hơi để mình nâng tầm cuộc sống, mua xe hơi để đi lại và mình nuôi được chiếc xe hơi đó. Và cái xe hơi đó phải mang được cái dòng tiền cho mình để mua. Còn mua xe hơi là tiêu sản. Cái xe nó khác cái nhà. Cái nhà thì tụi em sống chết tụi em cũng phải nên mua. Nhưng mà cái xe mua là phải suy nghĩ, phải tính toán. Tại cái xe nó sẽ trượt giá thời gian, một cái xe nó xài tối đa là 10 năm thôi. Wow. Tức là 10 năm sau mất xe. Đúng không bạn? Thì bạn bây giờ á, cái phần khấu hao là Duy chưa tính. Cái xe hơi bạn bỏ ra là bao nhiêu tiền? Nãy tính rồi đúng không? Bỏ ra 200 vay ngân hàng thêm 600 nữa, giá trị cái xe 600. Thì vay ngân hàng 200 tiền lời đó ba. Đó, thì cái xe 800. Cái xe 800 triệu, 800 triệu mà cho xài 10 năm đi. Cho xài 10 năm thì 1 năm nó bay nhiêu tiền? Hả? Một năm nó bay 80 triệu đúng chưa? Một năm nó bay 80 triệu, một tháng nó bay nhiêu tiền? Chia đi, 12. Đúng không? Bay 6 triệu mấy, 7 triệu rồi. Thấy nó kinh khủng lắm mà. Không phải giỡn đâu. Không đùa được với xe hơi. Nhất là đất nước Việt Nam chúng ta. Đất nước Việt Nam chúng ta xe nó quá mắc đi. Nó quá mắc. Tiền sửa xe nó cũng mắc nữa. Cái tiền sửa công sửa thì không mắc, mà tiền phụ kiện nó mắc. Thí dụ bạn sống bên Mỹ, xe 5.000 chạy tới te. Hơi cũ chút thôi. Trời ơi, xe Mỹ rẻ lắm bạn. Bởi vậy mấy thằng ở bên Mỹ về nó gái kinh khủng luôn á. Nó gái bực mình lắm. Nó trời ơi, tao bên Mỹ tao đi Camry đồ, chuyện bình thường đồ. Cũng may là mình đi mẹt mình còn đè nó nổi á. Chứ mà Việt Nam này mình đi Kia Morning hay đi Pha Điêu là chết ngắt với nó luôn rồi. Nên nói chung là về vấn đề xe hơi là cái trào lưu cuộc sống, là cái đẳng cấp của xã hội. Nhưng mà chúng ta cũng phải tính toán. Tại vì nó tiêu sản cực kỳ lớn. Nó không phải khóc chứ, tao mua xe 7 tỷ nó tiêu sản khóc tiếng máng luôn á. Nhưng mà hên là xe Mercedes, xe VIP nhất thế giới á. Nó bền lâu em. Bởi vậy là nhiều khi mấy thằng nó ghét anh, nó nói vậy là trời đất ơi, mua xe ở Đức chi nó mau hư, mốt hư sửa mất tiền. Mấy thằng đó ăn ti. Mấy thằng đó ăn ti mấy em ơi, hơi đâu nghe mấy thằng đó. Nhất là thằng Thánh gì DQM triệu triệu gì trên VinaRed. Thằng đó cuồng Toyota kinh khủng luôn. Nó còn men ức chế lắm em. Trong giới xe hơi chắc biết ông nội đó. Còn anh mua xe 7 tỷ anh tiêu sản kinh khủng. Thật sự với mày luôn. Ví dụ xe của anh 10 năm hết nhiêu rồi? 700 triệu. Ghê không? Xe tính cho 10 năm thôi. Chứ không lẽ tụi bay mua xe tụi bay tính cả đời. Làm gì có cái chuyện đó. Nên cái sự tiêu sản nó cực kỳ gớm. Mà tụi em tiết tiền bảo hiểm á. Tụi em mua xe mà tụi em dám mua bảo hiểm. Có thằng vậy nha, 11, 12 triệu mua bảo hiểm nó than. Xong có đụng người ta đền 200 triệu. Đền không được ra tòa luôn. Cái xe móc đồ móc đít túi khí bung từ lưa hết. Cái quăng nó chứ còn gì nữa. Anh có một bà bạn bên Mỹ, người đặt cũng như chạy mẹt á. Xong rồi phan trúng thằng kia trên cao tốc. Thằng kia đang chạy 120 vượt đèn đỏ.
quất ba cái tưởng ba chết luôn rồi chứ. Hên mẹt cú, vũ khí nó bung từ lưa hộp dưa luôn. Xong rồi cái xe đó mẹt nó thu luôn, nó không sửa nữa, nó thu luôn, đền cho bả xe mới, bả lỗ 10,000. Ghê không? Ở bên Mỹ á, bảo hiểm xe mắc hơn nha mấy em. Ở bên Mỹ á, cái tiền xe nó rẻ hơn nhưng mà bảo hiểm xe nó mắc hơn. Ở Việt Nam thì nó ngược lại. Nói chung á thì mỗi quốc gia nó đều có một cái cách tính về thuế, về giá, về này kia, bùm la, sống đâu quên đó mấy. Nói tóm lại á, thì anh phân tích á, về vấn đề mua xe đó thì rất là khách quan, nó không có đứng trên góc độ nào cả. Còn mấy thằng mà nó bán xe nó phân tích khác nha. Ủa mấy em nên nhớ coi mấy video này nó hơi bị, nói chung là cuộc sống làm ăn mà mình phải nghiên cứu, mình phải tham khảo cho nó từ nhiều góc độ để mình coi đó là kiến thức thôi, chứ mình không coi đó là định hướng. Em hiểu không? Tức là người ta đang định hướng mình mà mình nghĩ rằng người ta chia sẻ kiến thức mình là mình chết. Review xe, review vũng này nó tất cả mọi thứ đều là định hướng. Nên khi mà chúng ta bỏ cái đồng tiền ra bút xa gà chết, các em bỏ đồng tiền ra, các em mua xe xong một cái, một là các em không trả xe được, ôm cục nợ vô người đó. Nuôi xe bằng nuôi hai con bồ. Ủa, anh nuôi bồ nhiều không biết mà. Má nuôi xe bằng nuôi hai con bồ. Má ăn kinh khủng. Má em giận đâu. Bồ thì mày giận nó được. Mày bỏ nó được, xe mày dọn mày bỏ được không? Mày giận nó được không? Nên nó tóm lại, tiền nhiều hay mua xe? Mua xe nó phải có lợi cho mình. Nó giúp cho mình thúc đẩy công việc làm ăn, nó giúp mình khẳng định cái hình ảnh của mình để từ đó mình kiếm thêm thu nhập này nọ kia. Đó. Thí dụ như Duy Nguyễn mua xe thì có lỗ mà có lời. Tao lời được cái clip đó. Duy Nguyễn Mercedes giờ quốc là ra rồi. Không nằm trong hội xe, không chơi xe, cứ gõ Duy Nguyễn Mercedes là ra liền. Thì cái đó là lời cái hình ảnh, đúng không? Anh Duy Nguyễn lời được cái hình ảnh mà em lời được cái độ trơ uy tín. Thí dụ giờ mà chuyển tiền mua hàng cho anh đi, anh có xe bảo kê đó, ẵn cái gì? Nghe là biết uy tín rồi. Uy tín mình giữ, mình bán hàng ok. Mình mở phòng game ra, phòng game anh Duy Nguyễn thì nghĩ ngợi cái gì nữa. Đúng không? Anh xây dựng hai cái chữ Duy Nguyễn để anh làm dịch vụ phòng gym. Phòng gym của Duy Nguyễn thì khỏi bàn. Không có gì phải bàn, không có gì phải chê cả. Chỉ có chê đằng này khi nó nói chuyện hơi thẳng quá. Nó sóc sóc chút. Nhưng mà anh sóc dễ thương. Anh sóc anh không có để bụng, anh không sóc anh không có gọi là thù ghét bất cứ người nào hết á. Mấy em anti của anh đó thì kệ anh lóc thôi. Mấy em bảo đảm mấy em mà bị anh lóc rồi đó, mấy em tới mua hàng anh vẫn bán vui vẻ. Không có gì hết em. Tám anh nói vậy đó. Thôi chia sẻ vậy thôi nha. Khép lại video, cảm ơn bà đã theo dõi. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.